Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip tiêu 100 triệu trong vòng nửa ngày đấy. Không phải là thử thiết gì nữa mà tôi sẽ cầm hẳn 100 triệu lên trên Hà Nội để mua những cái món đồ mà tôi thích, tiêu 100 triệu luôn. Đấy, bình thường người ta tiêu trong vòng một ngày hết khoảng tầm bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi chơi nửa ngày thôi, không cần một ngày. Thì là hôm nay sẽ làm một clip mà dùng cái 100 triệu Việt Nam đồng lên trên Hà Nội để tiêu tiền đấy. Tiền thật nhau, ok, không chôn không gì cả, tôi tiêu tiền luôn. Với lại ở clip này thì là tôi hy vọng tất cả bạn xem video của tôi ấy, các bạn đừng bảo tôi là khoe tiền đấy. Nói thẳng như thế, chứ không các bạn lại bảo là đấy cái thằng này có mỗi tí tiền vẫn đem nó khoe các kiểu con là điều. Thật sự để mà nói nhá, thằng nào cũng thế thôi. Làm ra tiền chúng ta phải tiêu tiền chứ đúng không? Mà mua cái gì chúng ta phải khoe chứ. Tôi nói thật là tôi khoe luôn chứ không phải là vớ vẩn gì cả. Nói chung là ông nào cũng thế thôi, tôi nói thật nhá, không phải nói đùa. Ai cũng thế. Ngay cả các bạn xem video ấy, có bạn nào mà mua một cái điện thoại hay mua một cái xe máy hoặc là mua một cái ô tô mà không chụp ảnh đăng lên Facebook không? Never, lúc nào cũng đăng ngay. Mà cái kiểu đăng như thế là khoe đấy. Khoe thì nhận là khoe được gì, phải dối làm cái gì đúng không? Thì hôm nay là rồi tôi khoe đấy, ok. Thì để cho anh em đỡ chửi luôn, anh em đỡ bảo thằng này nó khoe đấy, tôi nhận luôn nhé, là tôi khoe tiền đấy. À, không phải khoe tiền mà là khoe đồ. Thì là tôi sẽ cầm tiền lên trên Hà Nội tôi mua những cái món đồ tôi thích. Và bây giờ là không linh tuyên huyên nữa, không nói nhiều nữa, mỏi mồm lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ đi lên Hà Nội và tiêu tiền 100 triệu nhá, ok. Không biết là có thể tiêu hết được không, nhưng mà cứ cầm 100 triệu lên Hà Nội và mua những cái gì mình thích. Đấy, ok, bây giờ thì let's go. Okay, hiện tại thì là tôi đang ở trên xe để đi lên trên Hà Nội đấy, đi mua đồ. Nói chung là cũng rất là tốn kém, rồi là mất thời gian hơn 100 cây chỉ để đi mua đồ thôi. Thức suốt đêm qua không ngủ, bây giờ lên xe là chém gió một tí, có lẽ là tôi sẽ phải đi ngủ lấy sức để tí lên kia mà đốt tiền. Ok, sau hơn nửa ngày lang thang ở trên Hà Nội thì là bây giờ tôi đã có mặt ở nhà, và bên cạnh tôi đây có rất là nhiều những cái món đồ công nghệ. Đây là những cái món đồ mà liên quan đến quay dựng và nó sẽ phục vụ cho công việc làm YouTube của tôi sau này. Đó, thì cũng chia sẻ cho tất cả các bạn xem video của tôi để các bạn có thể biết được là làm YouTube chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì. Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị tất những cái đồ đây. Đấy, tổng giá trị thiệt hại như nào thì tí nữa tôi sẽ công bố cho tất cả các bạn đang xem video của tôi để các bạn có thể biết được là những cái món đồ đây trị giá bao nhiêu tiền và có đủ 100 triệu như tôi nói ban đầu hay không. Thì là bây giờ là không liên tuyên nữa, tôi sẽ khui hộp unboxing mở ra cho bạn xem. Đấy, gọi tiếng Anh là unboxing, còn tiếng Việt thì gọi là mở hộp. Tôi gọi luôn mở hộp cho nhanh đi, để unbox với chả unbox làm gì mất thời gian quá. Để đây, ok, giới thiệu anh em này. Đấy, đây là cái dụng cụ dùng để nắp máy ảnh vào để quay, thì nó gọi là gimbal Grand 2. Cái này có trị giá là 11 triệu, gần 12 triệu đó, 11 triệu 800 tôi nhớ không nhầm như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ ước chừng những cái giá trị ở những cái món đồ đây để cộng lại để các bạn có thể biết là tổng giá trị tất cả món đồ đây bây giờ bao nhiêu tiền. Đấy, thì tôi ước chừng nói chung là nó chỉ chênh lệch hơn nhau khoảng tầm 100-200 nghìn thôi, cũng không cao lắm. Nếu bây giờ mà tôi cầm cái phiếu ra để mà tôi ngồi tôi đọc lại nó không hay, thì tôi vẫn còn nhớ thì tôi sẽ ước chừng. Thì ở đây tôi nhớ chắc chắn cái này chắc chắn là 11 triệu 800 nghìn đó, cái này 11 triệu 800 nghìn. Rồi thì tôi sẽ khui hộp. Tiếp theo là cái mic, đây là cái mic sọc căn của hãng ADZ. Cái này tôi mua với giá khoảng gần 2 triệu, à đâu, hơn 2 triệu phải. Cái này là 2 triệu 200 nghìn. Rồi, còn đây là con GoPro Hero 7. Đây là GoPro Hero 7, tôi mua 2 con. Thì bóc ra một con trở cho bạn xem. Đây, 2 con GoPro Hero 7. 2 con này thì có mỗi con là mua khoảng gần 10 triệu. Thì 2 con cộng lại là cứ cho 20 triệu cho tròn đấy. Ok, rồi. Tiếp theo là ở đây là cái hộp mà đựng là GoPro Hero 7. Hộp này là có giá là 1 triệu 2. Ok, tí nữa tôi sẽ mở cho bạn xem. Thì này là cái gá kẹp của GoPro có giá là 200 nghìn. Đây là pin của Sony A6500, tôi mua thêm một cục pin dự phòng để quay cho sướng, thì cục pin này có giá là 1 triệu. Đó. Còn đây là cái MRC Nano, tức là cái kính để bảo vệ cho cái lens của máy ảnh, nó có trị giá là 1,6 triệu. Cái này tôi không hiểu về đồ công nghệ của máy, tâm ra đọc nó sai anh em thông cảm. Rồi tiếp theo, giới thiệu qua cho tất cả các bạn. Đây là cái bộ mic không dây mà tôi dùng để quay video. Cái bộ mic này nó hơi mắc một chút. Mic này là của hãng Boya, đây, Boya WM8. Đó, có giá là 5 triệu đồng. Ghi sẵn đây, 5 triệu đồng tròn. Ok. Còn đây là cái body của chiếc máy ảnh Sony A6500. Cái body này nó rơi khoảng 26 triệu. Đó. Tôi nhớ rất là chuẩn luôn, chỉ chênh được nhau một vài trăm thôi. Còn đây là cái thẻ nhớ của Sony 64GB, có thể quay được 4K. Cái thẻ này tôi nhớ không nhầm hình như là 1,7 triệu hay 1,8 triệu gì đấy, nói chung là hơn triệu tầm đó. Còn đây là cái lens, dân máy ảnh hoặc là dân kiểu công nghệ người ta hay gọi là lens, LENS, nhưng mà gọi khác thì đây là cái ống kính của máy ảnh.
ống kính của con Sony A6300 thì tôi mua thêm tôi lắp vào. Đây là ống kính 18-105. Nó có giá trị rơi khoảng tầm 10 triệu, 11 triệu hay sao? 11 triệu chính xác như vậy. Rồi, đó. Còn đây, các bạn thấy ở đây thì là tôi đã mua về 8 cục pin và sạc. Pin sạc này là mua về để sử dụng cho cái mic voice ra. Đó, mic không dây, mic này sử dụng pin. Đây là pin sạc. Thì là mỗi một cái sạc và 4 cục pin này có giá là 680.000. Đó, đừng niêm yết ở trên đây này. Hai cái này cộng vào nhau là 1.3 triệu tầm đó. Rồi, tiếp theo. Đây là một cục pin của GoPro. Thì là tôi mua thêm. Cục pin này nó rơi khoảng tầm 700 hay là 800 rồi đấy. Rồi, tiếp theo. Thẻ nhớ của GoPro có giá là 1.2 triệu. Đó, những cái này thì là có giá sẵn như đây rồi, là tôi không phải ước chừng nữa. Tiếp theo. À, đây là bộ vệ sinh máy ảnh. Có giá là 90.000. Ai dùng máy ảnh thì phải mua này thôi. Và bên cạnh đó đây là cái thùng rất là to. Cái thùng này là tủ chống ẩm của hãng Nikate. Đấy, tiện thể quảng cáo luôn. Thùng này có giá là 1.9 triệu. 1.9 triệu. Đó. Còn đây là cái chân máy ảnh mới. Thật ra ở nhà tôi có chân rồi, nhưng mà cái chân nó hơi cũ. Thì tôi mua thêm cái chân mới này nữa. Cái chân mới này có giá trị là 2,5 triệu đồng. 2,5 triệu. Ok, có lẽ là cũng chả có gì cả, hình như là hết rồi phải. Thì là tính tổng mà tôi cũng ước chừng nó rơi khoảng tầm hơn 80 triệu, cũng gần 100 triệu. Bởi vì là lên trên đó ấy, thì là tôi mua đồ, tôi cũng cố gắng tôi mua làm sao để hết 100 triệu. Nhưng mà không có cái gì để mua cả. Tôi chỉ mua được bằng này đồ thôi, đấy thì là tính tổng mà được hơn 80 triệu một chút, cũng gần 100 triệu thôi. Ok, thì là bây giờ tôi sẽ khui hộp, review, unboxing để cho bạn xem bên trong những cái món đồ tôi mua nó như thế nào. Đấy, chứ còn giới thiệu qua nó chỉ như thế thôi. Rồi bây giờ là sẽ cận cảnh cái mic đi. Mic này tôi cũng nghĩ là nó cũng chả có gì đâu. Nó có cái bông lọc như này để lọc gió, kiểu đi ra ngoài kia quay mà gió to quá thì gió thổi vào đây ấy, thì là sẽ không bị tiếng gió vào. Thì cái này tôi nghĩ là không cần phải review qua làm gì cả, nó chả có gì cả. Tôi sẽ bỏ nó sang một bên. Ok, tôi sẽ bỏ sang bên này. Và đây là con Go 7. Đây, con Go 7. Tôi sẽ bóc cái con Go 7 mới trong hộp ra cho bạn xem. Thật ra những cái món đồ công nghệ mới cứ mới ra tôi mua luôn. Thì con này mở hơi khó một chút. Rồi, ra rồi. Ok. Đây là cái hộp của Go 7, nó không có gì đặc biệt cả, đa số đều giống nhau cả thôi. Đây là con GoPro Hero 7. Đó, con màu đen rất huyền thoại. Đây, số 7 các bạn này. Đó, Go 7. Thì đằng nào cũng thế, review cho bạn xem thôi. Thì phải mở nó ra, review cụ thể cho anh em xem. Đó, đây là con Go 7. Nhìn rất là đẹp. Thật ra là về cái dòng GoPro này thì là tôi đã dùng từ Go 5 cho đến Go 6 rồi, con Go 7 này. Thì Go 7 tôi chưa dùng, tôi cũng chưa biết như nào, nhưng mà dùng từ đời Go 5 đến Go 6 tôi thấy là GoPro có rất là nhiều lỗi. Không biết là phiên bản châu Á ấy, hay là phiên bản châu Âu nó khác gì nhau hay không, nhưng mà những cái phiên bản tôi đang dùng ấy, từ Go 5 cho đến Go 6 thấy nó hay bị gặp rất là nhiều lỗi. Đó, nhưng mà dùng rất ok, không sao cả, những cái lỗi đó là lỗi vặt thôi, cũng không có gì cả. Go 7 nó có thể chống được nước. Đó, quay hành trình rất là ok. Nói chung là về cái độ hoàn thiện của Go thì tôi thấy nó không ok lắm. Mà thôi, mua về để sử dụng cho công việc thì tôi cũng nghĩ là nó có thể đáp ứng rất là nhiều cái. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho con Go 7 vào đây và tiếp tục review những cái mới cho bạn xem. Cái này cái giá cả 200.000 tôi nghĩ là cũng chả có gì review cả, thì tôi bỏ sang bên. Với lại cái cục pin này nó cũng chả có gì. Tiếp theo là những cái đồ mà không thể review được thì tôi sẽ bỏ sang bên, những cái đồ như này tôi sẽ bỏ sang bên. Rồi, cái hộp này thì thật ra bên trong nó cũng chả có gì cả. Đây là hộp đựng GoPro thôi. Thì chủ yếu là mua về đựng Go, bởi tôi mua hand Go nên là sẽ phải cần có hộp. Thì trong hộp này nó có một cái ngăn như này để có thể chứa đồ này. Trong đây thì là có những cái dính như này để chúng ta có thể chia khoang đồ ra. Đó, để con Go hang Go đây, rồi pin các kiểu tinh. Nói chung là nó không có gì, nhưng mà cái độ hoàn thiện của cái này tôi thấy rất là ok, xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Tiếp theo là tôi sẽ review về cái mic không dây của Boya. Đây là cái mic không dây mà tôi sẽ sử dụng trong tương lai. Đầu tư rất nhiều tiền mà không biết là sau này video như thế nào đây, nhưng mà vì đam mê là tôi sẽ đầu tư hết. Đây là chiếc hộp đựng mic Boya, mic không dây. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở hộp mic không dây. Ui. Rồi, bên trong các bạn thấy là có một cái sách hướng dẫn và có ba cái bộ mic nhìn rất là to, rất là chất luôn. Đấy. Đây. Cái mic này sẽ dùng để đeo cho cái người người ta cần nói, kiểu như thế. Đấy, giới thiệu qua cho anh em biết thôi. Thật ra nhiều người không hiểu cái vấn đề này như này. Đây là tôi giải thích cho các bạn biết. Thì cái mic này sẽ dùng để đeo cho tôi, cá nhân tôi. Ví dụ là tôi đứng ở cách xa cái máy quay khoảng tầm 50 cho đến 100 mét thì vẫn có thể bắt được cái tiếng nói của tôi. Đó. Thì nó là mic không dây. Còn đây là cái bộ phát, thì cái bộ phát này sẽ được gắn vào cái máy quay. Thì máy quay sẽ thu tất cả cái tiếng nói của tôi ở cái cự ly mà cách xa đó khoảng tầm 5 cho đến 10 mét rồi, thậm chí là 100 mét.
Đó thì cái mic này có thể đáp ứng được cho hai người. Tức là hai người đứng ở xa có thể nói chuyện với nhau và có thể thu âm về một cái bộ phát ở đây. Đó. Thì cái mic này nói chung nó không có cái gì cả. Thấy nó rất là ok, không có gì đặc biệt cả, nói chung là nhìn rất là phê. Rồi. Ở đây các bạn thấy là có một cái khay pin này, để tôi mở ra này. Cái này đựng cái pin mà như tôi đã giới thiệu là pin sạc đó. Đó thì cho pin đây, nằm ở đây. Đó, xong. Rồi. Thì ở đây cái mic Boya, mic không dây mà tôi sử dụng để quay video, nó không có gì đặc biệt cả. Rồi, tiếp theo ở đây thì là cái đồ mà tôi rất là thích, đó chính là cái máy quay và cái ống kính. Đó. Đây là con máy quay Sony A6500. Còn máy quay mà nói chung là ai làm vlog người ta sử dụng con máy này, chia sẻ cho anh em luôn. Nhưng mà không phải ai có thể dùng được con này, bởi vì là thứ nhất là phải biết dùng mới dùng được, thứ hai là phải có điều kiện. Có nhiều bạn không có điều kiện, các bạn không thể mua những cái dòng như này, các bạn chỉ mua được những cái dòng mà máy du lịch thôi. Thì những bạn nào có điều kiện các bạn nên mua A6500. Đây là cái chia sẻ thật sự của tôi đó, để dành cho những anh em mà đang làm YouTube. Bây giờ tôi sẽ mở hộp ra. Đây là hộp mà chứa được con máy ảnh A6500, con máy ảnh bắt nét nhanh nhất thế giới, nhanh nhất thế giới các bạn. Đây. Cảm giác mà được khui hộp máy ra cảm thấy rất là phê anh em ạ. Rồi, đây. Chiếc máy ảnh được đựng ở trong một cái túi ni lông màu trắng, nhìn rất là sang chảnh. Bây giờ tôi sẽ lôi chiếc A6500 ra. Đây. Đây là chiếc máy ảnh A6500. Đó. Nhìn rất là đẹp. Rất là nhẹ, rất là chất. Màn hình này. Tôi sẽ để nó sang đây. Và lôi bên trong xem có gì không. Bên trong thì là có dây nguồn để sạc, không có gì đặc biệt cả. Rồi, adapter. Cái này dùng để hỗ trợ sạc, không có gì đặc biệt cả. Dây sạc. Có một cái dây đeo cho máy ảnh, nhưng mà cái này tôi nghĩ là không ai sử dụng mấy. Thêm nữa là một cục pin. Rồi, đây là một cục pin kèm đi theo máy ảnh. À, ở đây là một cái ngàm. Cái này thì bắt buộc phải nắp vào rồi. Tôi sẽ nắp cái ngàm này vào đây để có thể ngắm được khi quay. Đó. Rồi đó. Có máy ảnh thì bắt buộc là phải có len, phải có ống kính thì chúng ta có thể quay được. Ở đây thì như ban đầu tôi đã giới thiệu, đây là len của Sony 18-105, có trị giá là hơn 10 triệu. Đó. Cầm cái len hơn 10 triệu cảm thấy hơi bị run tay, rơi một cái là hỏng. Nên là phải cầm rất là cẩn thận. Đây. Đây là chiếc len của Sony. Len F1.4. Đó, nhìn rất là to. Này, bây giờ tôi mở cho bạn xem này. Uầy, nhìn cái ống kính của nó là chất chưa? Đó. Nhìn rất là phê đấy các bạn. Rồi, tôi sẽ để đây. Đây, như là giới thiệu ban đầu thì đây là cái kính để bảo vệ cho cái len của máy ảnh. Đó, thì cái này nó có trị giá là 1,6 triệu. Cái này giá chuẩn mà tôi nhớ được ấy. Những cái gì mà tôi không nhớ được giá chuẩn tôi sẽ ước chừng. Bây giờ tôi sẽ bóc nó ra, hơi khó một chút. Bởi vì là ở đây là có dán băng dính. Rồi đây tôi sẽ bóc nó ra. Đó. Không có gì khó mấy. Thì khui hộp thì tôi sẽ tháo ra để nắp vào cái len của mình để có thể bảo vệ cái len nó ok hơn. Đấy, các bạn thấy không? Mỗi một cái tấm như này này. Đây này. Được đựng trong một cái hộp cũng rất là sang chảnh. Rồi nắp vào đây để bảo vệ ống kính máy ảnh. Ai chơi máy ảnh thì cũng phải biết đến cái này. Đó. Để nó không ảnh hưởng vào trong cái len bên trong. Ok. Sau khi mà nắp vào được thì tôi sẽ tháo cái len này ra cẩn thận. Tôi sẽ úp nó xuống. Tháo nó ra, tháo nắp nó ra cẩn thận. Rồi. Và nắp nó vào con 6500. Đó, tháo nó ra. Bây giờ tôi sẽ nắp nó vào. Rồi đây. Đó. Rồi, nắp vào xong thì là cái máy ảnh nhìn nó đã chất hơn hẳn. Không? Bình thường nếu máy ảnh không có len nhìn nó rất là phế. Nhưng mà có này vào nhìn rất là chất. Đó, rất là chất. Ok. Rồi. Và nắp thêm cái này vào nữa này. Thì nó còn chất hơn nữa. Đó. Ok. Đây, trị giá của bộ đôi len và máy ảnh nó rơi khoảng 36 triệu. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ review những cái khác. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ khui hộp chiếc chống rung gọi là gimbal để dùng cho máy ảnh. Sử dụng con này thì quay nó sẽ rất là êm và không bị rung. Đấy, đây là Clan 2, cái phiên bản mới nhất của cái phiên bản chống rung này. Bây giờ tôi sẽ mở hộp ra cho bạn xem bên trong nó có cái gì. Cảm giác mở đồ mới lúc nào cảm thấy rất là thú vị các bạn. Đó, những ai mua đồ mới thì các bạn sẽ hiểu cảm giác này. Mỗi khi mà mở đồ ra thì rất là thú vị. Đây là có những cái phụ kiện, dây. Đó. Có xốp này. Còn đây tôi sẽ phải đổ nó đi.
có cả một cái đĩa, không phải đĩa mà là có cả một cái tờ giấy bên trong không biết có cái gì không. À, sách hướng dẫn sử dụng. Cái này hầu như là đa số là ai bỏ qua bởi người ta sẽ tập trung vào cái sản phẩm ở đây. Rồi, bọc rất là cẩn thận, bên trong cái bóng đó. Rất cẩn thận thôi. Rồi. Rất là thơm. Mùi thơm phải gọi là rất quyến rũ của đồ mới. Đây cho bạn xem qua. Đó. Thiết kế rất là hoàn hảo. 11.800.000, gần 12 triệu để có được cái bộ chống rung như này. Bây giờ tôi sẽ mở ra cho bạn xem bên trong nó có cái gì. Rồi. Rất là đẹp các bạn ơi. Đây là cái bộ chống rung dùng cho máy ảnh. Có một cái hộp, hộp này không biết là có cái gì. À, đây là những cái phụ kiện dùng để chỉnh len. Đó. Rồi cái này tôi nghĩ là không cần động vào. Tôi sẽ quan tâm chính là đến cái chống rung Grand 2. Rồi. Đây. Thì đây là cái chống rung mà tôi sẽ sử dụng để dùng quay trong tương lai. Đó. Khi mà sử dụng cái chống rung của Grand 2 này thì tôi nghĩ là các bạn xem video sẽ rất là ok, sẽ rất là êm và không bị đau đầu chóng mặt, bởi vì là cái chống rung này khi mà quay nó rất là êm. Đó. Gọi là chống rung mà nó sẽ không bị rung một tí nào luôn, rất là mượt. Ok. Cái này tôi chưa nắp pin nên là chưa thể điều chỉnh được cái gì cả. Thì là tôi sẽ để nó ở đây. Tất cả mọi thứ phải rất là cẩn thận. Đây là cái chân. Tôi sẽ xoay vào đây. Chân này dùng để đỡ nó gimbal. Rồi. Đó. Tôi sẽ bỏ cái chân này ra đây. Đó. Thì là cái chân này để đỡ để khi mà chúng ta mà cho con máy lên để chúng ta cân. Thì là bây giờ tôi sẽ cho máy lên để cân. Cho bạn xem là gimbal này hoạt động ok như nào. Rồi. Tôi vừa mới khởi động xong cái thiết bị chống rung gimbal. Đó. Bây giờ là con Sony A6500 cùng với cái nem rất là nặng ở trên máy. Nhưng mà máy không hề nắp một tí nào luôn. Đó, có thiết bị chống rung quay rất là phê. Tôi đã thử quay cho bạn xem một file khi mà có cái thiết bị chống rung như này nó sẽ chống rung kinh khủng như nào. Đây nhá. Ok, nắp này. Đó, rất là ok. Đó, ok. Ok. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ quay cho bạn xem một file. Tôi vừa mới chạy nhảy xong thì các bạn có thể xem lại cái file mà tôi vừa mới quay, nó không hề rung một tí nào luôn. Đó, ok, chắc chắn là như vậy. Rồi, thì là đây thiết bị chống rung có trị giá là 12 triệu, test cho bạn xem qua thôi và tôi sẽ review những cái sản phẩm khác. Bây giờ đặt máy đây đã. Rồi, tắt máy đi. Ok. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều đồ ở đây chưa test hết. Ở đây thì các bạn thấy là đây là cái chân quay có trị giá là 2,5 triệu đồng. Thế có thể nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao không biết là có mỗi chân quay sao đắt thế. Thì là bây giờ tôi sẽ lôi ra cho bạn xem chân quay như thế nào nó đắt như vậy. Có sách hướng dẫn luôn này. Đây là chiếc chân quay có trị giá là 2,5 triệu đồng. Đấy, nhìn rất là to, rất là đẹp, cũng như là rất là chất luôn. Đó là đồ mới, ngửi toàn mùi sơn mới các bạn. Rồi, đây chiếc chân quay 2,5 triệu. Thật ra ở đây những cái nút chức năng này. Đây này, tôi sẽ cho bạn xem. Ví dụ như là tôi xoay cái này thì tôi sẽ xoay cái này rất là dễ dàng. Đó. Còn xoay cái này nó rất là dễ. Đó, kiểu kiểu vậy. Đó, xoay rất là dễ. Xoay chặt không ạ? Rồi. Chức năng này nó là chức năng cơ bản để sử dụng một cái chân quay. Rồi tôi xoay chặt này lại thì xoay rất là khó. Ok. Cái này dùng để điều chỉnh cái con lằn đây. Để điều chỉnh những cái vị trí nó sang trái, sang phải, xuống lên nó kiểu thế. Rồi, khóa lại. Còn đây.
nó không có gì khó cả, là để rút cái này ra lắp vào máy quay kiểu là như thế, lắp nó vào xoáy chặt nó lại. Cái chân này thì muốn dài ra chỉ cần xoay như này thôi. Đấy, các bạn nhìn những cái độ chi tiết của chân quay 2,5 triệu đồng nhìn nó chất như nào. Đấy không, nhìn rất là chất. Đó. Lắp lại. Ok, có lẽ là tôi sẽ bỏ qua cái phần chân quay và sang cái sản phẩm cuối cùng. Đây là sản phẩm cuối cùng, sản phẩm hộp chống ẩm dùng để đựng máy ảnh máy quay. Tôi sẽ bóc ra cho bạn xem. Rồi. Bây giờ tôi sẽ lôi cái tủ chống ẩm ra. Đằng nào cũng phải mở hộp ra để có thể cho đồ vào. Ở đây có cái gì đây? Xem nào. Đây là một cái hộp. À, đây là dây sạc. Rồi, bỏ nó ra ngoài. Và hơn nữa có một cái khóa. Đây, có một chìa khóa dùng để mở tủ. Bỏ luôn ra ngoài. Tôi sẽ úp nó xuống đi. Cho nó dễ. Khá là nhiều xốp các bạn. Đây là chiếc tủ đang để ngược. Bây giờ tôi sẽ phải lật nó lại. Nhiều xốp quá. Rồi. Đây là chiếc tủ chống ẩm. Chiếc tủ này thì như tôi đã giới thiệu có giá là gần 2 triệu. Xem bên trong. Cái này dùng để đựng len. Đựng len máy ảnh. Đó, hai ngăn luôn. Ngăn dưới thì cái sách hướng dẫn sử dụng. Tủ này chắc là của Việt Nam. Hoặc là Việt Nam nhập khẩu nên là có tiếng Việt. Đó. Tôi nghĩ là nên bỏ cái này ra đi. Bây giờ thì sẽ đóng lại. Tôi sẽ đi cắm thử. Rồi, tôi đã cắm xong. Bây giờ hãy lên đằng trước để xem. Rồi, các bạn thấy là khi mà cắm điện vào này nó hiển thị ra cái nhiệt độ, độ ẩm ở bên trong. Tôi lột luôn cái này ra cho nó mới. Đó, 25 độ C này, 63% độ ẩm. Kiểu thế. Rồi, tôi mở cho bạn xem. Đó, bên trong rất là mát. Cái tủ chống ẩm là cái tủ mà giúp cho máy ảnh của chúng ta khi mà cho trong đây nó sẽ không bị ẩm, không bị mốc. Đó, thì sinh ra tủ chống ẩm là để bảo quản điện thoại, máy ảnh, những cái đồ điện tử. Ok, nắp nó lại. Rồi. Ok, nói chung là tôi đã kết thúc cái clip review và thử tiêu 100 triệu trong vòng nửa ngày. Và tôi đã tiêu được gần hết 100 triệu. Nhưng mà không sao, nói chung là gần 100 triệu rồi, không thể tiêu hết được. Hy vọng tất cả bạn đang xem video của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye anh em. À, nhớ đợi chờ cái video mới. Đấy, rồi, ok, bye bye.